lưu ý khi đi máy bay lần đầu không phải ai cũng biết. Hiền Diệp biết mặc dù hiện nay ngành hàng không đã phát triển và trở nên phổ biến, nhưng vẫn còn nhiều người chưa đi máy bay lần nào, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Hiện có nhiều trường hợp các bạn đi máy bay bị phạt tiền lên đến 30 triệu đồng do vi phạm các điều khoản quy định về trật tự an ninh hàng không. Bởi không có ít trường hợp như tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay khi chưa được phép, hút thuốc không đúng nơi quy định nghe điện thoại trên máy bay dọa có bom trên máy bay mang chất lỏng vượt mức quy định lên máy bay để giúp hành khách tránh vi phạm các quy định ấy và có chuyến bay suôn sẻ an toàn thì đừng bỏ qua các lưu ý khi đi máy bay lần đầu không phải ai cũng biết video này hơi dài hiền dịp mời các bạn xem hết video nhé lần đầu đi máy bay cần lưu ý những gì mua vé máy bay sớm nhất. Tuy nhiên, các bạn cũng nên lưu ý là đặt vé máy bay sớm nhất trước chuyến đi ít nhất một đến 2 tháng. Hoặc cũng có thể săn vé máy bay giá rẻ qua các chương trình khuyến mãi để có mức giá tiết kiệm nhất. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết khi đi máy bay. Lần đầu đi máy bay ngoài đặt vé máy bay sớm nhất và chuẩn bị hành lý kỹ càng thì chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cũng là điều không thể bỏ qua. Đối với các chuyến bay quốc tế, hành khách cần phải có hộ chiếu, passport, thị thực, visa và các giấy tờ khác theo yêu cầu của nhà chức trách của quốc gia xuất phát, trung chuyển và nơi đến. Đối với chuyến bay nội địa, hành khách cần phải có giấy khai sinh, đối với hành khách dưới 14 tuổi, giấy chứng sinh, đối với hành khách dưới 1 tháng tuổi, chứng minh nhân dân, thẻ nhà báo, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ đảng viên giấy xác nhận nhân thân trước khi ra sân bay bạn cần kiểm tra lại thông tin trên vé cân nặng hành lý cũng như các loại giấy tờ cần thiết nếu chẳng may mất hết giấy tờ xác ngày bay bạn có thể kịp thời xin giấy chứng nhận nhân thân từ chính quyền địa phương thông thường thời gian làm thủ tục sẽ được in trên vé và để tránh những trục trặc có thể phát sinh bạn nên sắp xếp thời gian ra sân bay sớm trước khi khởi hành ít nhất từ 3 đến 4 tiếng. Chuẩn bị hành lý khi đi máy bay. Đối với hành lý sách tay hành khách sẽ được mang theo lên máy bay. Tuy nhiên, hành lý sách tay không được mang theo bình đựng chất lỏng trên 100ml và không được mang theo các chất nổ, vật liệu dễ cháy, chủ khí. Còn hành lý ký gửi thường là các đồ cồng kềnh và nặng, sau khi ký gửi hành lý sẽ được chuyển vào khoang của máy bay. Tùy thuộc vào loại vé máy bay và hạng vé mà số lương hành lý khác nhau mà hành khách có thể mua thêm hành lý hay không. Hành khách mang theo nhiều hành lý cũng có thể mua thêm các gói hành lý tiết kiệm tại Việt Nam Booking Kinh đại lý vé máy bay uy tín nhất hiện nay. Hạn chế mang chất lỏng lên máy bay mỗi hành khách được phép mang tối đa 1.000ml chất lỏng theo hành lý sách tay nhưng phải được chia nhỏ thành từng chai 100ml và đựng trong một túi riêng đã được quy định. Túi đựng chất lỏng cũng phải để ở ngoài để soi chiếu chứ không được để trong hành lý sách tay. Ngoài ra, áo khoác, các thiết bị điện tử như máy tính sách tay, máy quay phim, chụp ảnh cũng phải soi chiếu riêng không để trong hành lý sách tay mang theo tiền mặt bao nhiêu khi đi máy bay tuy hiện nay bạn có thể sử dụng thẻ atm và rút tiền bất cứ lúc nào nhưng chính điều này có thể làm rơi vào tình huống dở khóc dở cười nếu không có trạm rút tiền máy rút tiền tạm ngưng hoạt động hoặc bạn đang ở một nơi xa lạ và không biết cách để rút tiền tại đó tốt nhất nên chuẩn bị một ít tiền đô la mỹ khi tham gia các chuyến bay quốc tế và tiền việt nam đồng trong các chuyến bay nội địa không được vượt mức quy định tuyệt đối không nhắc đến bom mình một điều khá quan trọng khác mà bạn cần phải lưu ý khi đi máy bay lần đầu đó là tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến các từ liên quan đến bom mình lựu đạn thuốc nổ hay bất cứ từ ngữ nào liên quan hay ngụ ý tương đương trừ trường hợp có đó là điều có thật nếu dại dột nhắc đến bạn sẽ bị từ chối vận chuyển cấm bay và thậm chí là phạt tiền rất nặng dù đó chỉ là lời đùa giỡn hay chỉ là câu chuyện hài hước mà bạn nghĩ ra hạn chế sử dụng điện thoại trên máy bay vậy đi máy bay có được sử dụng điện thoại không máy tính điện thoại máy chơi game chỉ nên sử dụng khi bạn được thông báo cho phép của nhân viên hàng không khi được yêu cầu tắt nguồn bạn hãy tuân thủ vì việc đó sẽ góp phần đảm bảo cho tính mạng của chính bạn và những người đi chung chuyến bay hầu hết các hãng hàng không trên thế giới đều đặt lệnh cấm hành khách sử dụng điện thoại di động trên máy bay vì tính năng của thiết bị này là gửi đi những năng lượng điện từ những năng lượng này có thể kết nối với các thiết bị của máy bay và gây nhiễu tạo ra những tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền thậm chí là phạt tù không đụng vào bất cứ thiết bị nào khi chưa được phép thời gian đợi máy bay cất cánh có lẽ là những lúc mà bạn cảm thấy nhàm chán nhất trên chuyến bay tuy nhiên hãy nhớ kỹ áo phao cửa thoát hiểm mặt nạ dưỡng khí bình chữa cháy và các thiết bị khác trên máy bay chỉ được phép sử dụng khi có thông báo cho phép của đội ngũ nhân viên của hãng hàng không với những hành khách đi máy bay lần đầu tiên cần lưu ý không nên hiếu kỳ tò mò và tự ý sờ tay vào các vật dụng trên đồng thời nên chú ý hướng dẫn sử dụng của nhân viên hàng không trước mỗi chuyến bay không sử dụng rượu bia hay chất có cồn khi đi máy bay nếu nhân viên hàng không phát hiện bạn say rượu hoặc có nồng độ cồn cao bạn có thể sẽ bị từ chối vận chuyển nếu đã có hơi men trong người thì nên lưu ý cách hành xử, lời nói, tránh xúc phạm đến người khác. Không trộm cắp, những vật dụng như dây an toàn, tạp chí, áo phao. Nếu lỡ cầm nhầm, bạn sẽ bị phạt từ 500.000 đến không 000 000 đồng. Vì thế sau mỗi chuyến bay, hành khách nên kiểm tra lại tư trang hành lý của mình xem có bỏ quên hoặc mang nhầm dụng cụ thiết bị của hãng hàng không hay không tuyệt đối không nhắc đến bom mình một điều khá quan trọng khác mà bạn cần phải lưu ý khi đi máy bay lần đầu đó là tuyệt đối đừng bao giờ nhắc đến các từ liên quan đến bom mình lựu đạn thuốc nổ hay bất cứ từ ngữ nào liên quan hay ngụ ý tương đương trừ trường hợp có đó là điều có thật nếu dại dột nhắc đến, bạn sẽ bị từ chối vận chuyển, cấm bay và thậm chí là phạt tiền rất nặng dù đó chỉ là lời đùa giỡn hay chỉ là câu chuyện hài hước mà bạn nghĩ ra. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.